Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một khóa học khá là đặc biệt. Đó là khóa học học kỳ mùa hè dành cho các bạn học sinh lớp 5 đến lớp 6. Thì vào đầu tháng 5 thì thầy đã có khai giảng 3 khóa, đó là dành cho các bạn 2, 3, 4. Và khóa này là thầy sẽ dành thời gian để tập trung cho các bạn, tức là hướng dẫn cho các bạn những vấn đề trọng tâm và cần thiết khi mà chúng ta bước vào lớp 6. Thì cái chương trình ôn của lớp 5 đến lớp 6 ấy, thì thông thường là chúng ta sẽ ôn lại các đoạn văn cũ của lớp 5 để lên lớp 6. Nhưng ở cái khóa học này thì nó đặc biệt một chút, tức là ngoài những kiến thức cần thiết của lớp 5 ra thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn những vấn đề ở lớp 6 luôn. Thì đề cương khóa học thì các em có thể xem ở bên dưới, ở trong khóa học đấy thì nó sẽ có tầm từ 15 đến 18 nội dung quan trọng của cái chương trình lớp 6. Thì mức độ của bài giảng này là như thế nào, có mức độ bài tập là như thế nào? Thứ nhất là thầy sẽ, tức là bây giờ chúng ta đang ở lớp 5, kiến thức hoàn toàn là lớp 5, thì những kiến thức lớp 6 thì nó rất là mới. Thì thầy sẽ dành thời gian, thứ nhất là thầy sẽ phân tích cho các bạn hiểu được kiến thức mới, ví dụ như là lũy thừa, thầy phân tích rất là kỹ để chúng ta hiểu được bản chất của kiến thức. Thứ hai là sau khi mà chúng ta hiểu rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm các bài tập theo mức độ nâng cao dần. Thì khóa học này của chúng ta sẽ kéo dài đến mùng 1 tháng 9 năm 2016. Đấy, thì sau khi học xong khóa học này rồi thì chúng ta sẽ đủ kiến thức, đủ sự tự tin để chúng ta theo ở chương trình mới. Đấy. Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học đầu tiên ở trong cái khóa học kỳ mùa hè năm 2016 dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6. Thì bài đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về vấn đề là lũy thừa cộng số tự nhiên. Thì lũy thừa thì đó là một kiến thức khá là mới đối với lại là lớp 5 chúng ta. Vậy thì lũy thừa là gì? Và ở trong lũy thừa nó có những cái gì? Đấy, và các phép toán về lũy thừa thì nó sẽ như thế nào? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này, được không nào? Một nhỏ nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về lũy thừa. Đấy, lũy thừa. Thì lũy thừa là gì ạ? Ở trong chương trình toán tiểu học thì chúng ta chưa được đề cập, chưa được nhắc đến lũy thừa. Đấy. Đối với lại là cái vần toán tận chữ số tận cùng ấy thì chúng ta có một cái quy tắc, đó là tích a nhân a không thể nào có tận cùng là 2 3 7 8. Đấy. Vậy thì a nhân a đấy, a nhân a. A nhân a đúng không ạ? Ở tiểu học chúng ta biết là a nhân a thì nó sẽ không có tận cùng là 2, 3, 7, 8. Vậy thì a nhân a ở đây người ta sẽ viết là a và số 2 trên đầu. Thì ở đây người ta sẽ đọc là a mũ 2, đúng không ạ? A mũ 2. Thì đây, cái việc mà a nhân a bằng a mũ 2 ở đây chính là lũy thừa, được không nào? Vậy thì lũy thừa bản chất thì nó là một cái dạng của tích. Đấy, và chúng ta viết cho nó gọn gàng hơn. Vậy thì ở đây chúng ta có như sau. A mũ 2 ở đây thì người ta sẽ gọi là như sau. Gọi là thứ nhất là A mũ 2, cái gọi thứ nhất này. Cái thứ hai là A lũy thừa 2. Đúng không ạ? Rồi A lũy thừa bậc 2. Ví dụ như bây giờ thầy có 4 số A nhân lại với nhau. Đúng không ạ? Thầy có 4 số A nhân lại với nhau. Đây thầy viết thêm 2 số A nữa. Nhân A, nhân A. Thì nó sẽ trở thành A mũ mấy ạ? A mũ 4. Ở đây chúng ta sẽ có là A mũ mấy ạ? A mũ 4 rồi A lũy thừa. A lũy thừa 4. Hoặc là A lũy thừa bậc 4. Đấy, thì đó là những tên mà chúng ta có thể gọi với cái trường hợp A mũ 4 này. Vậy thì ở đây chúng ta rút ra được một cái khái niệm lũy thừa bậc 4 là gì? Lũy thừa bậc 4 rõ ràng nó là tích của 4 thừa số giống nhau. Đấy, vậy chúng ta có một khái niệm như sau. Chúng ta có là lũy thừa bậc n. Lũy thừa bậc n là của n thừa số giống nhau.
đúng ạ. Tức là như nào ạ? Tức là chúng ta có a mũ n thì sẽ bằng a nhân a nhân a nhân a nhân a, và đây chúng ta sẽ có n thừa số a, số a. Được chưa? Đó là vấn đề thứ nhất nhé. Chúng ta có về lũy thừa bậc n. Vấn đề số 2, đề số 2 mà chúng ta cần chú ý như sau. Đó là với a mũ n này, a mũ n thì chúng ta sẽ có này, a được gọi là cơ số và n gọi là số mũ. Tức là a là cơ số nhé, a được gọi là cơ số và n được gọi là số mũ, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là chúng ta có 5 mũ 7 chẳng hạn, thì ở đây 5 được gọi là cơ số và 7 là số mũ, được chưa? Chú ý nhé, 5 là cơ số, chúng ta phân biệt một chút luôn đấy, và 7 là số mũ, được chưa? Số mũ. Đấy, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề số 3 các bạn cần chú ý với thầy như sau. Vấn đề số 3 thì chúng ta sẽ có một số trường hợp đặc biệt là ví dụ như sau. Ví dụ chúng ta có a mũ 2 thì chúng ta gọi là a bình phương. A bình phương. Đấy. Rồi a mũ 3 chúng ta gọi là a lập phương. Các bạn nghe nhớ chưa? Lập phương. Đấy, a lập phương. Còn a mũ 4 thì gọi là gì? A mũ 4 thì gọi là a mũ 4. Bây giờ chúng ta sẽ có a mũ 2 gọi là bình phương. Tức là đây là một cái tên khác của a mũ 2. A mũ 3 cũng thế. Khi mà chúng ta nói a bình phương thì chúng ta biết ngay đó là a mũ 2. Rồi a lập phương thì chúng ta biết ngay đó là a mũ 3. Vấn đề tiếp theo nào. Để theo. Vậy thì bây giờ cái giá trị của một lũy thừa thì chúng ta sẽ chú ý như sau nhé. Chúng ta có này, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có một ví dụ, một số ví dụ về lũy thừa. Chúng ta có 2 mũ 2 chẳng hạn thì nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Nó sẽ bằng 2 nhân với 2 bằng 4. Được chưa? Một cái chú ý nữa là lên cấp 2 là giống như giống nhân rồi này. Dụ 2 nhân 2 người ta có việc có thể viết là 2.2, ví dụ là như này. 3 mũ 2 chẳng hạn thì bằng bao nhiêu ạ? 3 mũ 2 thì nó sẽ bằng là 3 nhân với 3 bằng 9. Đấy, thì dấu nhân ở tiểu học lên cấp 2 chúng ta sẽ đổi bằng một dấu chấm. 3 mũ 3 thì sao ạ? 3 mũ 3 thì nó sẽ bằng 3 nhân 3 nhân 3. Đấy, 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 27, bằng 27. Rồi, 2 mũ 3 thì sao ạ? 2 mũ 3 thì sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2. 3 số 2 nhân lại với nhau thì là bằng bao nhiêu? Bằng 8. 2 nhân 2 là 4, nhân 2 là 8. Rồi, 2 mũ 4 thì sao ạ? Thì bằng 4 số 2 nhân lại với nhau. 2 nhân 2 là 4, nhân 2 là 8, nhân 2 nữa thì sẽ bằng 10, 16. Đấy, tương tự 4 mũ 2 thì sao? Thì bằng 4 nhân với mấy ạ? 4 nhân 4 thì bằng 10, 16. Rồi 5 mũ 2 thì sao? 5 mũ 2 thì bằng 5 nhân 5 bằng 25. Tương tự chúng ta có 5 mũ 3 thì bằng 3 số 5 nhân lại với nhau. Và bằng 5 nhân 5 25 nhân tiếp với 5 nữa là 125. Đấy. Thì về lũy thừa chúng ta nhớ chưa? Thứ nhất, chúng ta hiểu được lũy thừa là gì, lũy thừa bậc n là gì. Lũy thừa bậc n đó là tích của n thừa số giống nhau, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là đối với lại là lũy thừa bậc n thì chúng ta có a gọi là cơ số và n là số mũ, bởi vì chúng ta phải phân biệt được rõ ràng cơ số là gì và số mũ là gì. Bởi vì bài sau chúng ta sẽ học đến cái vấn đề là so sánh lũy thừa. So sánh lũy thừa thì chúng ta sẽ phải phân biệt được là, tức là nó sẽ có ba trường hợp.
Trường thứ nhất là chúng ta sẽ đưa về hai điện thoại cùng cơ số để so sánh này, rồi cùng số mũ để so sánh này, hoặc là chúng ta sẽ dùng trung gian để so sánh. Tức là chúng ta phải phân biệt được cho thầy cơ số là gì và số mũ là gì. Thấy chưa? Cơ số là cái số ở dưới, số mũ là số ở trên. Đây. 5 mũ 7 thì 5 là cơ số và 7 là số mũ. Và chúng ta có hai cái tên đặc biệt ở trong cái phần lũy thừa này. Đó là A mũ 2 thì sẽ được gọi là A bình phương. A mũ 3 sẽ được gọi là A lập phương. Đấy. Rồi tiếp theo là ở đây thầy cho bạn một số ví dụ về lũy thừa để chúng ta nhìn thấy lũy thừa là gì. Bản chất lũy thừa là phép nhân, đúng không ạ, của các thừa số giống nhau. Bây giờ chúng ta sang phần số 2, đó là cái phần liên quan đến phép nhân và chia. À, bây giờ chúng ta sẽ sang một số 2, đó là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Đấy, thì nhân hai số tự nhiên chia số tự nhiên thì chúng ta đã biết rồi. Vậy bây giờ thì khi mà cái nhân hai lũy thừa cùng cơ số này chúng ta sẽ phải xử lý như nào? Ở đây thì nhân hai lũy thừa, nhưng mà thầy nhấn mạnh đây là hai lũy thừa cùng cơ số nhé. Đấy, thì như mục 1 thầy đã phân biệt cho các bạn rồi, chúng ta sẽ phân biệt được cơ số và số mũ. Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu được là nhân ở đây là chúng ta nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Ví dụ là như này, ví dụ chúng ta có a mũ m nhân với a mũ n chẳng hạn. Đấy, thì cơ số m và n nó là giống nhau. À xin lỗi, cơ số a là giống nhau. Được chưa? Giống nhau. Cho nên đây là a, đây là b, giống nhau. Vậy thì a mũ m mà nhân với a mũ n thì nó bằng bao nhiêu? Đấy, bằng bao nhiêu? Vậy bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ đơn giản như sau. Chúng ta thầy sẽ lấy một cái số là 4 mũ 2 nhân với 4 mũ 3. Đấy, 4 mũ 2 nhân 4 mũ 3 thì dĩ nhiên là 4 là cơ số, 2 là số mũ, 4 là cơ số, 3 là số mũ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thầy sẽ tách nhá. Bằng này. 4 mũ 2 theo như về khái niệm lũy thừa thì nó sẽ là, có phải là 4 nhân 4 không? Đúng không nào? 4 mũ 3 ảo nhân với 4 mũ 3 có phải là 3 số 4 nhân lại với nhau không? Đúng không ạ? Đấy, đây là 4 mũ 2 này nhân với 4 mũ 3 này. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 1 2 3 4 5. 4 nhân 4 nhân 4 nhân 4 nhân 4. 1 2 3 4 5 số 4 nhân lại với nhau. Thì theo như định khái niệm về lũy thừa thì ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Bằng 4 mũ mấy? 4 mũ 5. Đấy, 4 mũ 5. Và 4 mũ 5 này thì nó lại bằng là 4 mũ 2 cộng 3. 2 cộng 3 bằng 5. Đây, 4 mũ 2 nhân 4 mũ 3 thì sẽ bằng 4 mũ 5. Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. A mũ m nhân với A mũ n ở đây ấy thì nó sẽ bằng A mũ m cộng với n. Đấy, có nghĩa là khi phát biểu thành lời chúng ta phát biểu như sau: khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta giữ nguyên kết quả của nó ấy, chúng ta giữ nguyên cơ số và cộng ở trên đâu, cộng ở trên số mũ. Đấy, chúng ta có cái công thức này, bạn nhớ chưa? Thế một phần một ví dụ này nhá. Ví dụ như bây giờ thầy có là, đây là cái việc mà thầy chứng minh cho cái công thức này đây. Thầy có là 3 mũ 5 mà nhân với 3 mũ 6 chẳng hạn. 3 mũ 5 mà nhân 3 mũ 6. Đây. Thì theo công thức chúng ta sẽ có là 3 mũ 5 cộng 6 tức là bằng 3 mũ 11. Rất là đơn giản, đúng không nào? Đấy. Thì chúng ta có thể phân tích lại giống như thầy vừa phân tích nào. 3 mũ 5 thì là tích của 5 số 3. Nhân với 3 mũ 6 là tích của 6 số 3. Vậy thì cái tích này nó sẽ có 11 số 3. Được chưa? 11 số 3 thì nó sẽ là 3 mũ 11. Đó là về phép nhân. 2 nào. À xin lỗi, tiếp theo là 3 nào. Là về phép chia. Phép chia. Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Chia hai lũy thừa cùng cơ số nào. Tương tự thế, bây giờ thầy sẽ có A mũ M mà chia cho A mũ N thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Rồi, thầy lại lấy một ví dụ tiếp. Bây giờ thầy sẽ có một ví dụ, thầy cũng lấy số 3 đi. 3 mũ 8 mà chia cho gì ạ? Chia cho 3 mũ 2 chẳng hạn. Thì nó bằng bao nhiêu? Vậy bây giờ các bạn chú ý thầy như sau nhá.
Thầy sẽ viết 3 mũ 8 chia cho 3 mũ 2. Đúng không? Chia cho 3 mũ 2. Vậy thì ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta sẽ bằng là 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3. Thầy lấy 3 mũ 5 cho nó ít số 3 nhé. 3 mũ 5. 1, 2, 3, 4, 3. Chia cho 3 mũ 2 là chia cho 3 nhân 3. Đồng nào? Vậy thì dĩ nhiên rằng là ở từ số của chúng ta là tích của 5 thừa số 3. Ở mẫu số là tích của 2 thừa số 3 thì chúng ta sẽ trực rút gọn được 2 thừa số 3. Đúng nào? Vậy thì nó sẽ còn là 3 nhân 3 nhân 3 thôi ạ. Và nó sẽ bằng 3 mũ mấy? 3 mũ 3. Đấy. Vậy thì chúng ta có nào? 3 mũ 5 mà chia 3 mũ 2 thì nó bằng 3 mũ 3 ấy. Tức là bằng 3 mũ 5 trừ đi mấy ạ? Trừ đi 2. Đấy. Thì từ đấy chúng ta sẽ rút ra được cái gì ạ? Chúng ta sẽ có được đó là A mũ M mà chia cho A mũ N thì bằng A mũ gì ạ? M trừ N. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Nhân thì cộng, chia thì trừ. Chưa? A mũ M chia cho A mũ N thì bằng A mũ M trừ N. Đấy, ở đây là hai đối thừa cùng cơ số. Các bạn hiểu chỗ này không? Đây là thầy phân tích dựa theo cái khái niệm mà chúng ta biết ban đầu rồi. Rồi thầy lấy một ví dụ nữa nào. 3 mũ 17 chẳng hạn, đúng không? Số to lên. Chia cho rồi 5 đi. 5 mũ 17 chia cho 5 mũ 7 chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là nó sẽ bằng 5 mũ 17 trừ đi mấy ạ? Trừ đi 7 thì bằng 5 mũ 10. Đúng không ạ? Đấy thì nó rất là đơn giản. Rồi tiếp theo chúng ta sang một số chú ý ở trong cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ sang một số 4 là những chú ý ở trong cái bài giảng này. Đấy. Thì những chú ý này thì nó sẽ mang tính khá là quan trọng. Thế nào? Chú ý nhất là chúng ta có gì ạ? Chúng ta có A mũ N nhé. Thì sẽ bằng A nhân A nhân A nhân A. Ở đây chúng ta sẽ có N thừa số A. Cái chú ý thứ hai là A mũ M mà nhân với A mũ N thì sẽ bằng A mũ M cộng với N. Cái chú ý số 3, chú ý số 3 là A mũ M chia cho A mũ N thì sẽ bằng A mũ M trừ đi N. Đúng ạ? Thì ở đây các bạn lưu ý là như sau. Ở trong phép chia này thì A mũ N nó sẽ là số chia. Và số chia thì nó dĩ nhiên là nó phải như thế nào ạ? Nó phải khác không. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có A khác không. Và cái thứ hai ở đây chúng ta đang học là lũy thừa với số mũ tự nhiên. Mà tự nhiên thì nó chỉ là từ 0, lớn hơn 0 trở lên thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có M lớn hơn N. Đấy. Cái chú số 4 ở đây nào. Chú số 4 là chúng ta có A mũ 2 gọi là A bình phương. Không nào? A bình phương. A mũ 3 thì chúng ta sẽ được gọi là A lập phương. A lập phương. Đấy. Rồi thì A mũ 1 thì nó sẽ là bằng mấy ạ? Bằng A. A mũ 0 thì chúng ta sẽ quy ước nó là bằng 1. Đấy. Thì 1, 2, 3, 4. Đây là 4 vấn đề mà chúng ta đã thu hoạch được, chúng ta đã biết được sau bài giảng này. Vậy thì sau bài giảng này, những kiến thức này là chúng ta đã biết rồi. Vậy thì bây giờ thầy sẽ dựa vào những kiến thức này để chúng ta làm các bài tập liên quan đến cái phần lũy thừa với số mũ tự nhiên. Để xem nào.